Đại Chu lập quốc đến nay đã 300 năm đất đai thôn tính nghiêm trọng, tham quan ô lại trải rộng tạo phản càng ngày càng nghiêm trọng, quốc triều lung lay sắp đổ. Lúc Tây Bắc có phản tạc xưng vương, triều đình phái đại tướng quân dẫn binh bình định. Trong một cuộc chiến nhỏ chống lại cuộc nổi dậy này, một linh hồn thú vị chiếm lấy cơ thể của một người lính nhỏ mọi thứ đã thay đổi. Một lần chiến đấu mỗi lần lính nhỏ đều có thể ngoan cường sống sót một tháng, đồn trú của tiểu binh cơ bản bị diệt, tiểu binh trở thành thập trưởng. Ba tháng, tiểu binh chỗ ở giáo úy cơ bản toàn diệt, tiểu binh thành trăm người tướng một năm, tiểu binh chỗ ở tiền quân cơ hồ toàn quân bị diệt, tiểu binh thành năm trăm chủ hai năm sau, tiểu binh ở hậu quân toàn quân bị diệt, tiểu binh trở thành ngàn người tướng. Ba năm, triều đình đợt này bình phản đại quân cơ hồ toàn bộ diệt, tiểu binh thành hiệu úy năm năm, đại quân lại gần như toàn quân bị tiêu diệt, tiểu binh trở thành tướng quân. Mười năm, đại quân không còn một nửa, tiểu binh trở thành đại tướng quân. 20 năm, đại quân thắng, tiểu binh bị buộc phải mặc quần áo màu vàng. Trẩm bản bố y, thiên hạ cùng ta hà gia yên. Tiểu binh nhìn văn võ bá quan khắp triều phía dưới bất đắc dĩ nói. Chương một Khách tới ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Chán nản Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 3. Năm tiểu thiếu gia Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Thập trưởng cố sự Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Khai quốc nữ hoàng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Thập trưởng mục đích Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Ngày dài huấn luyện ngã ngửa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Phi thường quy huấn luyện Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Lâm trận mới mài gương Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Trước khi đi chuẩn bị Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.